Mến chào quý vị cũng như tất cả bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình. Hiện tại Tình đang có mặt tại Nghĩa Trang Liên Hoan thuộc tỉnh Trà Vinh. Mấy ngày hôm nay thì Tình có nhận được cuộc gọi của cô Năm ở Nghĩa Trang có chia sẻ là có một chàng thanh niên không biết quê quán ở đâu nhưng mà lại tới cái khu Nghĩa Trang này sinh sống được mấy ngày. Thì mình nghe cô Năm chia sẻ như vậy thì hôm nay mình đến đây mình ghi hình, mình chia sẻ hoàn cảnh của chàng thanh niên này. Nếu như mình giúp đỡ được gì cho chàng thanh niên này thì mình sẽ cố gắng kết nối với quý cô bác anh chị để mà giúp đỡ cho chàng thanh niên này. Dạ em chào chị Tình. Hạ. Chào mấy vị khán giả, anh chị, cô bác kênh YouTube anh Tình. Dạ, anh mấy bữa nay á có em trai đó có khoảng 22 mấy tuổi à, mà nằm cột cái giỏng ở ngoài nhà mồ á mà mấy 5-6 ngày nay rồi bắt đầu không biết thấy sao, thấy em này ốm nhom nhất à anh, không biết có khổ hay gì không mà em hỏi thăm á, hỏi có em trai ở đâu, quê quán ở đâu em không có trả lời, nhưng mà hỏi tên thì em trả lời em tên Quy. Rồi mấy bữa nằm ở đây mấy bữa rồi, 5-6 ngày rồi đó. Và em thấy lạ quá, rồi thấy em nó ốm nhom mà không biết có hút chích gì không em không biết. Rồi mẹ em thấy tội nghiệp quá, rồi mẹ em mới múc cơm giấc chiều giấc trưa đó bới ra cho em nó ăn. Rồi em nó không có đi đâu hết anh ơi, ở trong nhà mộ đó suốt luôn á. Nè nhà mộ khúc này nè anh, em chỉ cho anh cột giống nằm mà thấy tội nghiệp lắm anh ơi, em trai đó đó. Chị có nấu cơm đem ra cho chỗ trai ra tới chỗ cho em nó ăn luôn, em nó không có dám vô nhà, chỉ nằm ở đi vòng vòng ngoài mã này thôi à. Chỉ nói tên thôi, không có biết quê quán đâu. Không, em hỏi thăm quê ở đâu cũng để mình dễ biết, tìm hiểu á anh. Rồi em nó không có nói. Rồi em chỉ hỏi em nó, hỏi vậy là em tên gì, nó tên Quy thôi. Rồi em chỉ biết như đó thôi à. Nhiêu tuổi chị biết không? Có 20, 20 mấy á nè, anh. Em trai nằm ở đây nè, đó. Đó, Quy. Huy. Huy ơi. Huy, Quy, Huy, vậy đi em. Rồi sao nằm đây? Giờ ăn cơm không? Chị đi vô bới cơm cho ăn nè. Cơm nước nữa không? Giờ còn đói khát nữa không? Chị đi vô lấy nước cho uống. Đó anh Tình, em trai này nè. Em này em biết. Biết không? Biết. Em nói ở đây 5-6 ngày rồi. Em này là cháu của anh Hiệp. Ủa vậy hả? Nhớ anh không? À, em biết rồi, bữa có gặp anh này mấy tháng trước ở dưới đĩa đây nè. Rồi sau này đi nữa? Sau này đi bữa nữa? Hỏi quê quán không trả lời, em đâu biết đâu, chỉ nói tên Quy thôi. Em trai này im gu à. Rồi em tưởng đâu ở xa em đâu biết đâu rồi em mới... Ở Trà Vinh này luôn. Em này em biết, hồi trước em có ghi hình rồi. Tìm được người thân cũng đi bộ y chang vậy luôn. Ở Nghĩa Trang ở dưới... cái chỗ bữa hổm anh gặp em là ở dưới Ba Động đúng không? Rồi sau này đi bữa đây nữa. Rồi hỏi quen quán mà không trả lời á. Phải biết cái em liên lạc với anh Hiệp rồi đâu biết. Chỗ này là hồi trước em có biết em này. Vậy là anh biết đúng không? Biết em biết em này. Rồi sao gặp anh hoài. Anh biết vậy em giao cho anh nghe. Anh hỏi thăm em đi. Em trai đi. Em đi vô nhà cơm nước. Rồi, cảm ơn chị. Ơi, sao gặp anh hoài vậy anh Tình? Mày nhớ tên anh luôn á hả? Em nhớ mà. Rồi sau này đi bộ nữa vậy Huy? Dạ, tại em buồn chuyện tình cảm anh ơi. Nữa hả? Hồi trước một lần chuyện tình cảm, giờ nay buồn chuyện tình cảm nữa. Hồi trước còn cái gì kiểu là nếu giãn được bây giờ hết luôn rồi. Nếu giãn là sao? Hồi trước bữa trước là anh Hiệp xuống rước em về đúng không? Dạ. Là anh Hiệp nói là bên gia đình bên bạn gái em á, bên vợ em á là người ta đồng ý cho hai đứa quen rồi đúng dạ. Không rồi sao kiểu là còn về ở hai đứa ở nhau được giờ không có nữa, giờ là tụi em bỏ luôn rồi. Sao bỏ? Chuyện dài lắm anh ơi. Đâu mình ra đây ngồi. Tưởng ai lạ lắm. Ngồi đây nè, ngồi đó coi chừng kiến á. Dạ, không sao. Ngồi đó có bộ kiến kìa, ngồi đây đi. Anh đi đâu xuống đây nữa vậy? Trời ơi. Ở chỗ này anh biết mà, chỗ này anh quen mà. Hồi xưa anh quay phim ở Nghĩa Trang Liên Hoan này nhiều mà. Cái cô mà nấu cơm cho em ăn ấy, là cái cô đó quen với anh ấy. Là hồi trước anh quay phim hoàn cảnh của cái cô đó, là Mạnh Thường Quân cất nhà cho cái cô đó, là Mạnh Thường Quân bên kênh YouTube của anh ấy.
đâu biết đâu, bữa giờ cô đúng ra đây giúp đỡ em cho đồ ăn với cơm quá trời. Rồi bây giờ nói cho anh nghe coi, chuyện tình cảm giữa em với vợ của em sao? Sao đi buổi nữa anh gặp em riết mà kiểu như là anh nản luôn á. Sao chuyện sao nói nghe đi. Dạ chuyện cũng dài dòng lắm, tại kiểu là mấy anh em đợt Tết thì mấy anh em có lên Sài Gòn cho anh làm, nên Bình Dương mấy anh em làm kiểu là muốn làm kiếm ít tiền về phụ ba mẹ xây lại nhà. Mà hai đứa ở cho anh làm, em thì kiểu là đi làm tối ngày, nó ở nhà chỉ phụ nội trợ thôi à. Nó chưa có việc, đang tìm việc. Mà em ở cho anh thì em làm đi kiểu sáng sớm em đi tới nửa đêm mới về. Em cứ đi mỗi ngày mới quan tâm nó, từ từ em làm dữ quá xong cái kiểu là không có lo lắng được cho nó. Xong ở nhà nó dắt bồ nó về. Em về em thấy em biết mà nó nói nó giấu không à. Em thấy hay là em nghe người ta nói? Dạ em vừa bữa đó em về em biết nó trong phòng luôn mà kiểu là em muốn nói. Xong em về em mới nói nó vậy kiểu là em về phòng, em tới phòng rồi em thấy dép nằm nó đầy đủ hết á. Xong em mới biết, em cũng đâu thèm nói đâu, ngay trước em ngồi em chờ nó coi tụi nó làm cái gì. Xong xíu tụi nó ra mà em nói tụi nó cũng đâu nói là bạn qua chơi, nó chối, nó không nói em biết. Xong kiểu là ở cái lộn nãy kia rồi, xong cái em chửi nó nãy kia, nói nếu mày ở tao không được thì thôi mày về dưới gia đình mẹ tao trả mày, tao không ở nữa. Cái xong cái lộn tới lùi cái nó không chịu, nó nói là chỉ bạn bè bình thường qua chơi chứ không có gì hết á. Mà không phải một lần đâu anh, mấy lần liên tục rồi, tại em thèm nói em cứ im hoài à. Cái xong em mới biết là nó cấm sừng em vậy, cái em kiểu là em ở hết nổi rồi. Em buồn nữa, xong cũng không có ở nữa, em đi cho anh về đây tính là về nhà ở mà sợ cha mẹ em biết, cha mẹ em lo lắng nên cũng dám nói, nên mới ra đây em ở nè. Là cái đêm hôm đó em đi làm, xong rồi em về em thấy để hai cái đôi dép ở trước cửa phòng trọ. Dạ. Rồi sao em không mở cửa để mà em đi vô em coi coi phải là chuyện trai gái không hay là chỉ là bạn bè thôi? Không, em thấy hai đôi dép đó, xong nghe tiếng tụi nó cười giỡn trong phòng, em nghe em biết chứ. Nhưng mà kiểu là cái tính em kiểu nó nóng cục xúc, em làm vô em làm này làm kia em sợ. Nên ghé ngồi giữ bình tĩnh, ngồi em cứ ngồi trên trước mà em không phải thấy một lần, em thấy rất nhiều lần rồi. Mà tại kiểu là ở chung nãy kia xong gia đình ấy vậy, cũng có nỡ bỏ nó, cũng im cho qua chuyện. Cho mới ghén ở sau này em thấy cảm giác em chịu hết nổi rồi. Rồi em lên Bình Dương làm được mấy tháng? Dạ em lên em làm được 3 tháng mấy vậy nè. Rồi thì bộ không có dư tiền hay sao về phải ra tới ngoài này ở dưới luôn đi? Dạ đâu có đâu, tại ở giờ ở đâu cũng vậy anh, giờ mình ở đây đỡ tốn tiền hơn. Chứ mày này cũng đỡ có tốn tiền chứ, cơm nước thì có chị bên đây lâu lâu chị cũng cho, với đồ này người ta cúng thì cũng lấy mang đỡ. Rồi cha mẹ em biết em về đây chưa? Em không có ai, em nói là em đi về em cũng im em nói nó em đi đâu hết á. Em đi bộ từ giờ anh về đây em cũng im ghê hết á. Tiền thì mua xe mua cổ nó cho anh nói giữ hết, em có giữ trong quạt nào. Vậy là hai đứa em đi làm là hồi trước Tết, nếu mà làm 3 tháng mấy là trước Tết chứ? Dạ. Em về lúc mà gặp anh là em về em ở được cỡ 2 tuần là em đi. Chưa được 2 tuần nữa, gần 2 tuần là em đi rồi. Anh cứ nghĩ là em về rồi bên vợ đồng ý rồi hai đứa đi làm, đâu nghĩ là ngày hôm nay lại gặp em ở đây. Dạ có đâu, tại lên cho anh làm cũng muốn cố gắng được như người ta lắm với anh mà. Gặp mấy đó giờ làm không nổi, giờ không có cảm giác gì. Kiểu nó nản lắm. Nhưng mà cái người mà quen với vợ của em á là ở quê ở đây luôn hay là vợ em lên trên đó rồi mới quen thôi? Dạ lên trên đó kiểu là ở nó ở nhà tối ngày, xong bạn bè quen biết rủ đi uống cà phê nãy kia, xong từ từ nó quen á.
nó đâu có chịu khai em đâu. Em nói từ xong cái từ kiểu là mỗi ngày em đi, ngày cuối cùng em đi nó mới chịu khai hết với em á. Nó nói nó quen chưa được tuần nữa. Quen chưa được tuần mà dám dắt người ta về nhà trọ chơi luôn. Dạ, nói về mua sắm nhỏ nhỏ này đủ thứ hết á. Em mua hay là cái bạn trai kia mua, bạn nam kia mua? Dạ, bạn kia mua với em, kiểu là em làm thì tiền nó giữ hết rồi. Mà kiểu em biết cái thiếu thốn cái gì mà làm vậy. Nghĩa là cái bạn nam kia hay mua quà cho vợ em. Dạ. Về đây em ở cũng được 5 ngày mấy 6 ngày rồi. Tối em cây lộn ở cho anh được ngày gửi em về đây luôn rồi. Rồi em đi bằng gì về? Vậy em đi bộ không có gian ta. Ủa bộ không tiền đó, đi bộ về thôi. Em làm mấy tháng mà em nói sao em đi bộ? Em nói anh em làm mấy tháng chứ tiền bạc em mua chiếc xe nữa em đưa cho nó hết em giữ được đồng bạc nè người. À, nghĩa là hai đứa dành dụm mua được chiếc xe. Dạ. Là em đi là em chỉ lấy đồ em thôi, còn những thứ em mua nó là em nói em lấy là gì. Em đi em cũng nói nó biết nữa, em chỉ lấy đồ xong em đi. Là em bỏ về đây mà em cũng không nói cho vợ em biết luôn. Dạ em nói ai biết anh. Về đây kiểu là đơn thân độc mã đi, im ghe đi mình vậy. Mà sao đi làm có tiền không để tiền trong túi của mình để mình có cái đồng ngân để mình chi tiêu rồi mình muốn đi về thăm cha mẹ mình cũng phải có tiền. Mình muốn làm gì mình cũng phải có tiền chứ đi làm mà không giữ tiền rồi đến nỗi mà đi về đây phải lộ bộ vậy Huy. Em nói anh là tại em thương nó quá, em muốn để dành dụm cho nó hết luôn á. Em đi làm ngày em chỉ lấy tiền đổ xăng nãy kia em đi thôi. Mà em không suy nghĩ rồi vợ chồng làm gì với em nữa. Mà kể cũng lạ, mới lên trên đó rồi mới quen người ta có một tuần mà vẫn về nhà trọ hú hí, thật sự anh cũng không hiểu. Thì mình cũng lo được người ta, mình chịu với sao vậy anh. Huy năm nay nhiêu tuổi anh quên rồi Huy? Em 20. 20. Năm trước em anh gặp em là lúc đó em mới 19 rồi đúng không? Dạ. Mới qua cái Tết này mới được 20. Dạ. À, xin chia sẻ với quý cô chú anh chị, cái bạn Huy này là hôm trước tình có gặp ở Nghĩa Trang ở Ba Động, thì mình cũng được cô chú anh chị chia sẻ rồi mình thấy hoàn cảnh của chàng trai này nè, rồi mình quay phim mình chia sẻ lên trên mạng xã hội thì có gặp được chỗ anh Hiệp là Dượng đúng không? Yeah. Đâu có anh quên mất tiêu rồi. Yeah, Dượng đúng không? Yeah. Anh Hiệp vlog ấy, là Dượng của Huy, rồi có xuống rước Huy về. Cái thời điểm mà Huy đi buổi là hình như cũng là lý do về vợ em đúng không? Hai bên gia đình không đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nó nói sao anh quên mất tiêu rồi, em kể lại anh khúc đó lâu quá anh quên. Dạ kiểu là em lúc đó là hai bên gia đình bên kia kiểu là chê nhà em nghèo nãy kia đồ á, mua vàng cho kiểu là người ta chịu 24 chứ người ta nói là 18 con nhà người ta mới gả lần đầu mà 18 sao được nãy kia người ta nói là người ta chê bên em mua vàng bắt phải mua 24 chứ mua 18 không chịu. Mà lúc đó em thiệt anh là lúc đó em không có tiền luôn á, là em gái em làm dành dụm em mua chỉ vàng 18 nổi thôi, là chỉ mua nhẫn với dây chuyền là em chỉ mua 18 nổi thôi chứ em mua 24 mua không nổi. Mà em mua xong rồi kiểu là nhỏ này về nó mách lẻo lại bên kia bên gia đình nó, xong rồi gia đình nó chê nãy kia đồ đâu chịu, không cho quen, không chấp nhận. Nói chừng nào có 24 thì cho cưới còn mấy thì thôi. Rồi sau khi chỗ anh Hiệp rước em về thì bên gia đình bên vợ em là đồng ý cho hai đứa ở với nhau. Dạ kêu cũng chở là nói là bây giờ không có làm đám gì nữa đó. Là lúc đó là bên kia kêu là chỉ có làm đám hỏi thôi, chừng nào có tiền hay làm đám cưới. Nhưng mà cái xong nhờ lúc đó em đi xong rồi em về chở anh là nói là bây giờ không có làm đám gì nữa đó, chừng nào đủ tiền làm đám cưới một lần luôn chứ không có làm đám hỏi gì nữa hết, giờ là cho đi tới lui hai đứa ở luôn, chừng nào có tiền làm đám cưới một lần luôn.
kiểu là chấp nhận cho em với nó quen nãy kia đồ. Đợt trước em đi bụi là em đi đi tới tháng mấy đúng không Huy? Dạ cỡ 11-12 ngày với anh. 11-12 ngày. Dạ tháng 11-12 ngày, gần tháng rưỡi. Rồi về hai bên gia đình cho ở với nhau rồi mới quyết định đi lên chỗ Bình Dương làm. Dạ đi mình... lên Bình Dương làm rồi mới ra cái cớ sự vậy. Dạ kiểu là cũng muốn hai đứa muốn chảnh nên chảnh làm phát triển thay đổi lại anh. Chứ giờ em thấy bạn bè ai cũng có này có kia, mình cũng có dụng tay, mình cũng buồn chứ. Mới lên chảnh làm kiếm ít tiền về. Mà em suy nghĩ ra cớ sự gì nữa. Rồi khi em về đây về rồi bên ba mẹ vợ em biết không? Dạ không, em nói là em về đơn thân độc mã, em về là em im ghê, không ai biết em đi đâu. Nhưng mà em phải nói cho gia đình em biết rồi, gia đình bên vợ em biết chứ, em đi về kiểu này rồi rồi hai bên gia đình đâu có biết đâu, cứ nghĩ là hai vợ chồng sống ở trên đó rồi vợ em đang sống với em không, nhưng mà mai mốt lỡ vợ em có bầu hay là có lỡ có dính vô cái này cái kia những cái tệ nạn hay là cái chuyện gì đó rồi lại quy chụp ra em rồi sao? Kiểu giờ em nản quá nên em muốn qua anh nói. Em cũng im cho qua chuyện kệ. Mình im vậy là mình đang bị thiệt thòi đó Huy. Em hiểu không? Ví dụ như giờ vợ em không sống chung với em nữa, rồi lỡ vợ em có bầu, rồi mai mốt cái bạn nam mà đang quen vợ em á, rồi hai đứa nó không có sống chung với nhau nữa, cái bạn nam nó bỏ vợ em đi, rồi người ta cứ nghĩ cái bầu đó là của em, rồi cái em hai đứa đâu có sống chung với nhau đâu, người ta lại nghĩ là em ở với con người ta có bầu rồi em lại bỏ nữa. Hay là trong cuộc sống lỡ như bạn nam đó với vợ em lỡ dính vô cái tệ nạn xã hội hay là trộm cắp cướp giật rồi sao? Còn nhiều yếu tố lắm chứ. Mình phải đối diện với sự thật chứ, mình không thể nào mình trốn chạy như vậy được. Dạ. Tại bữa em buồn nó quá, em về đây em ở đây em cũng dám nói ai biết gì á. Em còn sợ gia đình em nãy kia rồi buồn lo, mấy em không dám nói. Giờ em nói bên nhà vợ em biết thì bà anh điện về đây nói gia đình em thì cũng cha mẹ em biết, mất công bà lâu à. Nên em dám nói. Nhưng mẹ đây mở cũng im không nói ai biết hết đó. Rồi bữa em đi bộ ở trên Bình Dương về là em đi dọc đường em giang xe về đến đây á hả? Dạ em có giang xe em về đây luôn. Em có giang được kiểu là người có giang cho đi khúc khúc vậy. Lúc mình giang xe người ta không sợ sao? Dạ người cho người không anh. Nhiều người ta cho em có gian, người ta cho em tiền với nước uống nữa. Nhiều khi có gian được người vậy đi gần 20-30 cây mới có người cho có gian nữa. Nhưng sao quyết định về đây rồi không bấm chủ trên đó làm? Ví dụ như không sống chung với vợ mình nữa, mình có công việc ở trên đó, mình làm trên đó mình cũng có tiền vậy. Mình có tiền mình phụng dưỡng cha mẹ mình, lo cho cha mẹ em út mình. Lúc đầu là em chỉ suy nghĩ là em tính về đây em kiếm nhà nào đó em làm, em ở đây luôn em cho ai biết hết đó. Xong em về đây lại chưa có tiền với không có chỗ việc làm nên em mới vô đây mở đỡ. Đây mà cứ như thế hoài là cuộc đời của em mà cứ đi vào trong cái cứ hỏi có chuyện gì cái lại em cứ vào trong nghĩa địa em sống miết vậy luôn á. Không, tại trong đây yên tĩnh với có đồ ăn thức uống mình mới sợ chết đói anh. Trong đây anh thấy với vô đây cũng có đồ ăn nãy kia nhóc luôn á. Đồ ăn đâu nhóc, đây có mỗi nhà của bà Năm hay chứ có nhà của ai nữa đâu đồ ăn. Vậy thì cô bên đây cho em đồ ăn với mấy người tối nay là đây người ta cúng kiến này, người ta cho em đồ ăn quá trời. Ta cúng xong em thấy người ta đi mà em lấy á. Người sinh số á hả? Dạ. Đây là anh ta cầu cơ. Nhà của Huy mấy anh em anh quên rồi Huy? Dạ nhà em 4 người. Ba. Em là thứ mấy trong gia đình? Dạ. Em là thứ mấy trong gia đình? Em thứ ba anh.
thứ ba. Dạ. Rồi thứ hai là chị hay anh? Chị em hai chị. Ủa ờ đúng rồi, em hai chị với một đứa em. Hai chị em thứ tư chứ. Thứ tư. Dạ đúng rồi. Rồi hai chị có gia đình chưa? Dạ hai chị có gia đình hết rồi, còn đứa em nhỏ em thì đang đi học. Lớp mấy rồi? Dạ học lớp 6. Gái hay trai? Dạ con gái, nhà ba con gái của mình em trai. Rồi ba mẹ làm công việc gì Huy? Dạ mẹ em bán vé số, cha em bán trái cây. Rồi đi về lỡ cha mẹ biết cha mẹ buồn nữa xong rồi. Em tới đâu tính tới đó anh ơi, chứ giờ biết sao giờ. Giờ nói ra cũng không dám nói. Giờ không bảo biết bảo buồn. Em cứ im im nào tới đâu tính tới đó chứ giờ chịu rồi. Hồi bữa dài về có nói cho Thiệp biết là về đây ở không? Anh đừng nói, không lại nói cha mẹ em biết nữa. Thì anh quay clip này chắc chắn là chỗ anh Hiệp, chỗ dượng dượng của em là biết rồi đó. Thế nào ông cũng bò vô ông coi là ông cũng biết à. Thôi kệ, nào ông coi ông thấy thì ông biết ông thấy thôi, cho anh đừng nói. Huy cho anh hỏi nè, ví dụ như em về đây ở mai mốt vợ em phải chỉnh có bầu sao Huy? Cái đó là em quan tâm nữa nè, kệ. Không quan tâm nhưng mà thí dụ như sau này vợ em với cái bạn nam đó không còn đi chung đường nữa. Giờ vợ em về, vợ em nói cái bầu này là của ông Huy, là của chồng. Dù sao em cũng là chồng chính thức, đúng không? Còn cái bạn nam kia chẳng qua chỉ là tức thời thôi, chứ mới quen thôi. Thí dụ như có bầu rồi vợ của em về ở bên gia đình, bên gia đình em đi, nói với cha mẹ em ở cái bầu này của anh Huy, vợ anh Huy anh chối bỏ cái trách nhiệm đó, rồi sớm gì người ta nói như sau Huy. Giờ không lẽ giờ em vô em đổ nguyên một cái vỏ ốc nó cay nghiệt như vậy hay sao? Chứ giờ em cũng dám nói, tại em nói sợ cha mẹ em biết, không bả buồn bả vô đây kêu em về em nghĩ đó. Cứ im im để một hai tháng rồi từ tính, chứ giờ cũng không biết sao nữa. Em lên Bình Dương là em làm công ty trong khu công nghiệp hay là của tư nhân ở ngoài? Dạ trong khu công nghiệp anh. Anh biết may quần áo không? Em vô chỗ may quần áo không giống. Em biết may à? Dạ biết. Hình như hồi trước là anh có hỏi em nói em biết may đúng không? Dạ. Có một khoảng thời gian em đi làm may mà đúng không? Dạ. Làm trên đó lương được nhiêu Huy? Dạ lương 6.7 anh. 6.7 hả? Dạ. Ủa lương 6.7 là cao ấy. Có tăng cao hơn lương cao dữ vậy? Dạ không. Không tăng cao mà lương 6.7. Dạ. Vậy là tính lương cái đó lương... là kiểu là em ăn theo sản phẩm anh. Là cứ điều điều là em cũng 6.7 mới hơn nó chống dưới được. Có nghĩa là người ta trả lương cho em là người ta trả lương thợ luôn rồi đó. Dạ nhưng mà kiểu là em đó là em làm ăn sản phẩm mà. Lương 6.7 là cũng cao ấy. Dạ em hên xui hơn nữa, kiểu là tại em ăn theo sản phẩm mà, chỉ em là điều điều cứ 6.7 mới hơn thôi chứ không dưới được. Giờ vợ lên đó đâu có đi làm gì được đâu đúng không? Dạ nó thì lên mới mấy tháng đầu ở nhà nội trợ đang đi xin việc, rảnh rảnh thì nó nhận về gắt chỉ quần áo được. Như vợ em hồi năm trước là 17, năm nay mới 18 đúng không? Lâu quá anh quên rồi. Dạ thì nó thua em có 1 tuổi không? Tuổi khoảng 19 nha. Nó gần 19, cỡ tháng 5 nó mới 19. Ừ. Nó thua em 1.5 chứ. Rồi bữa giờ về đây có nhớ vợ không? Nhìn cũng có suy nghĩ anh, nhưng mà giờ em sợ quá. Còn thương không? Còn thương, tại hết duyên hết nợ, mình chịu thôi chứ biết sao vậy anh. Sao lúc đó mình không gặp trực tiếp vợ mình với cái người nam đó luôn, để mình nói chuyện cho nó rõ ràng luôn Huy, mà lại né tránh như vậy? Em
Em sợ gặp mặt em kiểu bản tính em khó chịu lắm, nóng giận bất thường nên những thà em im cho qua chuyện với giờ nó công lắm. Lại chị... sao lại em sợ cái giây phút đó em không kiềm chế được là... Dạ đúng không anh? Mình không giữ được bình tĩnh, không biết được. Đúng, nếu như mà giây phút đó mà mình không kiềm chế được cảm xúc của mình là rất có thể là sẽ có xô xát rồi, sẽ có dẫn tới... Nói chung là mấy cái tình trạng mà ghen tuông á, người ta hay bất chấp tất cả mọi thứ để người ta giành lấy cái... Những là mình im như nó qua chuyện về mình. Cái đồ vật hay là cái chuyện tình cảm đó, nó phải là của mình. Vậy là lúc đó em suy nghĩ là em sợ là mình không kiềm chế được. Dạ, mình không kiềm chế thì bản thân mình không biết chuyện gì sẽ gây ra, nó mệt lắm. Giờ mình coi như mình hết duyên hết nợ thì mình trả người ta về gia đình chứ giờ mình biết sao vậy anh? Trả gia đình thì em cũng phải nói cho gia đình bên vợ em biết chứ. Dạ em để em im chuyện, có gì cỡ nửa tháng gì để em qua em nói chứ giờ em cũng biết sao nữa. Lúc về thấy hai đôi dép chắc lúc đó tức rung lắm đúng không Huy? Dạ tức lắm anh, không có kiềm chế được, khó chịu lắm. Nhưng phải gán ngồi giữ bình tĩnh lại, ngồi nói chuyện cười giỡn trong phòng á, em nghe hết thôi mà tại em không nói. Lúc đó thì vừa muốn xông vô, em sợ em xông vô thì em cũng giữ không được bình tĩnh nên mới ra mà em ngồi. Em cứ ngồi em bình thường nghe em thèm nói gì. Ủa khu phòng trọ đó đông người ở không Huy? Dạ kiểu nói như ruộng đồng mình thì không có đông vậy đó. Cũng là như giải phòng trọ thì cũng có đường đất này kia, xong chạy xuống em tụi em ở tới cuối hẻm luôn. Tại nhà ở dưới cuối nó rẻ có 700 tháng à. Rồi hai vợ chồng lên trên đó, em thì đi làm lương tháng được 6,7 rồi, làm có dư giả được cái gì không? Dạ em thì em dư được đúng chiếc xe chứ không dư được gì nữa. Làm kiểu là ăn uống này kia đồ là em chỉ mua được xe thôi. Huy có nhậu không Huy? Dạ không. Có thuốc không? Dạ có anh. Nhậu đó vậy em mới nhậu. Thuốc thì kiểu là chừng nào buồn với kiềm chế không được thì em cầm đứa thuốc em hút đi. Vậy mà nãy anh cứ nghĩ là vợ của em là quen với cái bạn nam đó, là quen từ dưới đây lên trên đó chứ. Vậy không, lên trển thì kiểu là mấy cái Facebook ở chỗ nào gần là nó hiện bạn bè, thêm bạn này kia đâu á. Xong quen mấy kết bạn Facebook đồ này kia, xong rồi nó đăng tin lên Facebook đồ á, rủ cà phê phá để chơi thì mấy người hay kia tưởng chọc á, thì cũng ra đó xong mới nhắn tin từ từ quen biết, từ từ rủ ra cà phê. Bữa là nó khai em hết luôn, nó nói là em quen anh đó gần từng, tại rủ ra cà phê cà pháo chơi bạn bè này kia, xong về nhà tụi em cũng có tình cảm nhưng mà tụi em chưa làm gì hết á. Mà đâu biết được trong phòng hai đứa trai, con trai với con gái trong phòng thì mình đâu biết có làm gì hay không, mình đâu nói được. Nhưng mà em có tin tưởng vợ em là không có làm gì không? Trai gái ở trong phòng cười giỡn mà anh kêu tin tưởng sao tin tưởng được anh? Không có con đàn bà nào có chồng rồi mà dắt trai về phòng kêu tin tưởng hết. Như giờ gặp như tình trạng anh thử anh nhắm anh tin tưởng nổi không? Rồi Huy cho anh hỏi là cái bạn nam nó biết em là chồng của, biết vợ em có chồng chưa không? Dạ nó biết, nó ra thấy em cũng ngồi, nó cũng nhìn xong cái nó lên xe chạy về. Kiểu lánh mặt mình á. Em cũng đâu thèm nói, em cứ ngồi đó im game, ngồi hút thuốc. Em cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể luôn.
xong rồi thằng đó về thì em vô phòng cũng đóng cửa lại, cái gầm vợ em thì đi sao em vô, hai đứa cũng cây lộn này kia. Rồi em có đánh vợ em không? Dạ, nói không đánh thì cũng được, em vô em có tán mấy bụt tay vậy á. Xong tôi nó mới đè, nó em tán bụt tay em vừa đè nó xuống nó cào em. Kiểu lúc đó nó cào em vết tới tùm lum hết nè. Đây mới vết rồi, nó lại đây có vết nữa. Xong nóng giận quá em lấy gói em tính đè em, kiểu là lấy gói em đè lên mặt nó. Lúc đó tại nóng quá, xong người hàng xóm vòng ta nghe em sụm đây cũng vô, người ta can em ra. Lúc em ra là em cũng thèm nói nạn vậy, em đi ra trước nhà em ngồi đó, nói trong phòng ngồi trong khóc. Em lấy gối em đè là em định bịt bịt mũi của vợ em lại đó hả? Nói anh là lúc đó là em suy nghĩ được gì á, tại lúc đó nóng giận quá mới đè, em lấy gói em đè kiểu là bít mặt mày lại luôn. Để lúc đó nóng quá trời. Là hàng xóm tao nghe người ta can. Dạ, tao nghe âm sầm với nó đập giường, kiểu là ở trên cái giường em đè nó xuống trên giường á, cái nó khó chịu đập, kiểu nó giơ tay nó đập gì nè. Kêu âm sầm cái hàng xóm tao nghe, người ta chạy qua. Đã lâu em ra. Trời ơi, không mấy là xong luôn rồi. Rồi lúc đó em định bộ em định giết vợ em luôn hay sao mà em làm thấy ghê không Huy? Đấy. Nhưng nói chung anh là em lúc đó là kiểu là em nóng quá, người ta kêu nóng quá mắc khùng mình không có suy nghĩ được gì á. Rồi vợ em lấy gì nó cào em mà cái tay em thấy ghê không Huy? Kiểu móng tay nó dài thượt à. Nó cào mấy đường tùm lum hết trơn. Nè anh coi nè, từ dưới đây mà qua tới đây luôn á. Rồi bữa giờ về đây ở cô Năm có ra đây hỏi thăm em không? Dạ có anh. Nhưng nói là có nấu cơm cho em ăn nữa hả Huy? Dạ. Có lâu lâu có nấu cơm đi bên đây cho em ăn. Mình có nghe cô Năm cũng kể chuyện ma vòng vòng đây không? Có anh, cũng có kể nghe biết chứ. Tối ngủ đây em nghe em biết hết á, tại kiểu là mình không phá anh ta mình cũng im im gán ngủ đỡ biết sao vậy. Nãy nghe chị Hà nói là hỏi em tên gì thì em trả lời, mà hỏi em quê quán ở đâu, cha mẹ ở đâu thì em không có trả lời. Ê, đâu nói được anh. Nói lỡ quyết la sùm giọng này mẹ cha mẹ xuống lo em về nữa. Nói mà ở đâu cha mẹ em là bả la sùm hàng xóm người ta biết, được nói cha mẹ em lo em về nữa thì sao? Nên không dám nói. Nãy là có anh ấy là cái chỗ chị Hà mới dám ra đây á, chứ bình thường là chị nói chị ra chị đưa cơm xong chị không dám mà lại đây, tại chị thấy em ốm á, sợ em chơi này chơi nọ, không biết có hút chích cái xì kẹo ma tí gì không, tại dạ, chị thấy rồi. Em ốm. Mà hình như là anh thấy em ốm hơn trước nữa đúng không? Dạ, tại kiểu ít ăn suy nghĩ nhiều quá anh. Như kiểu làm biến ăn, ngày em ăn giết vợ, ngày em ăn có ăn cử. Rồi em về đây em có mang quần áo, có mang tư trang gì về không? Hay là bỏ chỉnh luôn? Dạ có, em có đem theo nè. Đồ của em lúc nào cũng đem theo á. Đây, để em này. Rồi lúc đi em chỉnh làm cũng có mấy bộ quần áo vậy thôi hả Huy? Nữa đâu, tại kiểu là nhiều lắm mà, tại kiểu là tối em đi lén á. Em đi em lấy mấy bộ không đem theo đủ rồi. Rồi về đây sống 5-6 ngày có tắm rửa gì không? Dạ có anh. Rồi tắm đâu? Vô trọng em xin nước của cô bưng cơm cho em luôn này nè. Em xin nước em ra đây em tắm đỡ. Quả cũng có đứa cháu gái cũng đẹp quá Huy. Biết không? Em biết rồi, nhỏ đó có chồng rồi anh. Tính ra mày cũng hay á. Nó mới có chồng luôn mà mày còn biết luôn á. Em hỏi rồi, mấy này em gạch lắm. Rồi cái võng này của em hay là sao? Hay là của bà Năm? Em tại em thấy nằm đây cô đó nói hay nằm đây dơ quá, với kiến của cô đó lấy ra châu đó. Cái võng này của cô Năm cho em ha. Ừ. Đây ngủ nói nằm đây
dơ dái quá, cho con giống nằm cho sạch. Xem không vô chổng ăn cơm mà để chổng người ta bưng ra thôi. Nói chung là em cũng sợ phiền người ta, em muốn xin vậy đó. Mà lâu lâu kiểu người ta cũng bưng ra cho em chứ em muốn xin vậy đó. Nghĩa là kiểu em... cô đó thấy em tội, cô đó đem qua cho em đó. Chứ em muốn xin. Rồi thí dụ như mà cô Năm không cho cơm em ăn. Dạ. Rồi tối hôm nay không có người tới đây, người ta cầu cơm, người ta xin số. Dạ. Rồi sáng lấy gì em ăn? Thì mình đói quá, mình uống nước, kiếm nước uống đỡ. Còn mấy mình vô chỗ mình xin nước, mình uống. Còn mấy thí dụ mà giờ mà đói đường cùng quá thì cao lắm, em ra lộ em ngồi để em xin ra đỡ tiện gì đâu. Chứ giờ mình đường cùng mình biết sao giờ. Trước giờ có đi ra ngoài đường xin như vậy bao giờ chưa? Có, lúc em ở dưới nghĩa địa, lúc trước mà anh gặp em á, là lần đó em có đi xin ra. Và lúc đó không có ăn uống, không có tiền. Nếu đó xin có ai cho? Nhớ có anh. Em đi tháng mấy là em xin người ta cũng có người này người kia người ta cho em, với lâu lâu người ta cho cơm nước với thùng mì em ăn, tại em ăn hết á. Tại không có gì ăn, cứ đem mì sống ra em bóp em ăn á, từ từ giết hết. Có ai cho tiền không? Thì có. Có người thì người ta cũng cho 50.000, 50.000. Có ai chửi mình không? Không, không, em thấy mấy người ở dưới thì không ai chửi mà người ta phiên đừng đi bụi nữa, ngủ ngoài này gió mái rồi bệnh lúc nào cũng hay, con đi về nhà đi, người ta phiên em không à, chứ người ta không có chửi. Tại vì em còn khá là trẻ mà đi xin kiểu như vậy, nhiều người người ta cảm giác khó chịu, như là dạ, đúng rồi. Không chịu đi làm á. Nhiều người người ta cũng nói gì mới tí tuổi giờ đi ra đây ở bờ bụi, người ta cũng nói chứ. Mà người ta kiểu là mình nghe mình cũng im im. Huy cũng chích dụng Huy. Vậy không anh? Thấy em móm dữ vậy? Đâu dở tay lên coi. Dở. Tại bị bên này, tay bên này coi. Tay bên này, dở dở ra ngay chỗ kia. Em bình thường, tại em bị xin dinh dưỡng. Em được cái cao thôi chứ em được. Có chơi này chơi kia không? Dạ không. Tại kiểu là em em ốm vậy thôi chứ. Em ốm bù lại cho cái cao sao em cũng biết. Em cao được mấy mét? Dạ 1m82. 1m82 hả? Dạ. Trời ơi em cao hơn Duy Còi em anh luôn á. Em cao hơn tới mét tám, em cao tới 1m82 lần. Mà em ăn biết nhiều mà kiểu là em ăn vô giò sao em cũng biết nữa. Em cao rồi chứ em mập rồi. Còn lúc trên Sài Gòn là em cứ 1m6 mấy vậy mà lúc đó mới mười mấy tuổi rồi cứ 1m6 mấy vậy mà em gần 70 kg. Mà về đây cái kiểu là không ăn uống được nhiều thì sao không biết. Với thì ốm lại xong cái nó cao lên lại. Chứ lúc trước lùng tiệt thì cũng 1m6 mấy. Rồi sắp tới em có dự tính gì cho tương lai hay không? Chứ lẽ em định ở đây hoài vậy Huy? Dạ em đang xin việc nè, tính kiếm gì đó làm lại chứ ở đây hoài cũng được. Anh thấy ở đây khó xin việc làm lắm luôn Huy. Chỉ có đi làm thuê kiểu như người ta kêu cái gì làm đó thôi chứ đâu có công việc ổn định đâu. Dạ em... Trà Vinh mình như đâu có công ty may đâu đúng không em? Dạ có mà kiểu ít. Với lại mấy công ty may đó làm lương tháng bao nhiêu anh? Thấy cực lắm. Bữa thấy ông kia ông nói để coi chừng nào coi có người ông kêu hỏi người ta thử thì được ông nhận vô cho kêu đi chở tôm gì á. Chở gì? Chở tôm anh. Chở tôm hả? Dạ. Ủa đây có tôm hả? Dạ không, kiểu là người ta đi xa, tại người ta kiểu là bữa người ta vô đây người ta cúng người ta xin số. Ta thấy em khổ nên người ta hỏi thăm nãy kia. Em nói con tại con đi bụi con có chỗ ở, con ở đây cũng có việc làm gì ở đây. Cái ông nói vậy con muốn kiếm tiền không? Cái ông nói tiền ai muốn kiếm chú. Cái ông kêu là vậy để chú về chứ hỏi chỗ này thử ơi, coi được không được thì chú dắt xuống cho đi chở tôm. Chứ em mở gì hoài anh nghĩ cũng không phải là cách. Dạ. Hãy nói anh nghe lời chỗ anh Hiệp là được rồi. Dạ. Nghe lời chỗ anh Hiệp quen cái chị gì mà hay qua nhà em ở. Chị đó đâu, anh quên mất tiêu rồi, bên Cần Thơ đúng không? Dạ. Ba mấy tuổi quên rồi? Dạ, 38 anh. Kiểu là em coi chỉ chị thôi chứ không gì đó. Mà tại kiểu là chỉ cho tiền xài nãy kia rồi.
Cũng đi chơi thì với Bắc đi chơi chị. Cũng có qua nhà em ở rồi mà đúng không? Dạ. Yeah. 38 tuổi vậy lớn lớn tuổi, chắc nhỏ tuổi hơn mẹ em mà đúng không? Dạ, yeah, nhỏ mẹ em. À, nhỏ mẹ em cũng được mà. Nó nghe lệnh Hiệp thì đâu có ra cái sự ngày hôm nay đâu. Ủa, quen sao được, bà nó lớn tuổi hơn em nữa, kiểu là gia chị chơi chung kiểu kêu chị thôi chứ. Nhưng mà người ta thương mình, người ta lo cho mình. Mà cái việc chưa chắc gì mình thương yêu người ta đã lo lại cho mình. Em biết không, em sống như thế này nè, em biết ai là người đau nhất không? Dạ thì gia đình mình, cha mẹ mình với ai anh? Hỏi cho em biết, em sống cái cảnh như thế này nè, em đi lang thang, em sống trong nghĩa địa như thế này nè, cái người đau nhất là mẹ của em á. Mình cứ im đâu ai biết đâu mà, biết sao giờ. Từ từ làm lại nói biết, giờ ở đây tạm đỡ, mốt kiếm việc làm lại. Rồi đi làm mấy tháng trời trên đó để dành mua chiếc xe chứ đâu có gửi tiền cho mẹ gì hả? Dạ có, cũng cho mẹ được 5 triệu, có năm đúng 5 triệu. Với mua chiếc xe là không có đồng bạc 5 người nữa. Ủa bây giờ chiếc xe đó là thuộc về vợ em luôn đó hả? Dạ, em để trả em đâu lấy đâu. Rồi em có nghĩ là khi mà em để chiếc xe trên đó rồi vợ em lấy chiếc xe của em rồi chở cái bạn trai mới của vợ em đi chơi không? Em có nghĩ không? Có nghĩ tới việc đó không? Thằng đó có xe mà anh ta kiểu là con nhà giàu cũng đi SH nãy kia được. Bây giờ người ta mua đồ quá trời, mình không lo được, người ta thấy có người tốt hơn thì người ta ở thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ là anh hỏi em một câu thôi. Bây giờ là ý em muốn sao? Ý em muốn là về nhà không? Anh gọi điện anh Hiệp lên rước em về. Thôi anh Tình ơi, em không về đâu. Chứ người mình sống ở đây như vậy rồi sao? Hồi nãy á, chị Hà dẫn anh đi ra đây á, là anh nghĩ ai đó khác lạ hoặc là hoàn cảnh đáng thương hay như thế nào đó để mà anh có thể kết nối với cô chú anh chị để mà có thể giúp đỡ được gì đó, thì sẽ cố gắng giúp đỡ. Anh ra anh nhìn thấy em cái anh hết hồn luôn. Anh nói nữa hả? Anh nói trong thầm trong lòng anh nè, nữa hả? Sao lần này nó cứ đi bụi hoài vậy? Rồi. Nhiều khi anh em mình ngồi trò chuyện như thế này người ta cứ nghĩ là hai anh em mình đang kiểu như là hai anh em mình đang diễn, đang nói chơi luôn á. Cuộc đời em do em chọn, anh đừng kêu mệt lắm. Em chấp nhận đi giờ. Nhưng mà em sống vậy rồi thì... Em nói giờ anh kêu ổng xuống đây em cũng đi chỗ khác rồi chứ em không ở lại đâu. Nhưng mà em nghĩ em sống vậy rồi em làm được cái gì? Em còn lo cho cha mẹ em rồi còn em nó còn đi học nữa kìa. Em ở đây em không đi làm rồi em lấy đâu ra tiền để mà em phụ giúp cha mẹ em. Rồi bây giờ vợ em nói vậy, em càng không có tiền vợ em nó càng coi thường em nữa. Anh nói em nghe nha, bước ra xã hội mà không có cái gì trong người, người ta chà đạp mình, người ta coi thường một cách mình rất một cách rất là khủng khiếp luôn, em hiểu không? Em mình có rồi. Tiền á mình nói người ta nghe thì... mình mà không có tiền rồi mình nói người ta chẳng nghe được cái gì hết á. Thì từ từ em coi em sắp xếp lại em đi kiếm việc em làm, nhưng đâu có ở đây được. Anh nói thiệt với em luôn đó nha, bây giờ vợ em á nha, với thằng bồ của nó mà thấy em sống như thế này nha, nó mà không cười em anh chịu gì cũng chịu, nó cười thầm nó cười vô mặt em luôn á. Mình đâu thể vì một đứa con gái mà mình cứ lị tịnh vậy. May là mình chỉ mới có sống chung một cái khoảng thời gian mới có 3 tháng mấy rồi, chưa có con cái. Có con cái nó làm cái gì đó nó níu kéo cái chuyện tình cảm mình lại, còn bây giờ mình không có con cái gì hết. Còn bây giờ em còn rất là trẻ, em có quyền cưới vợ mới, vợ em có quyền quen bạn trai khác, rồi có quyền có chồng khác thì em cũng có quyền em có bạn gái mới, em có vợ chứ. Mà em sống vậy rồi bạn gái em, vợ em nó cười em sao? Cái thằng bò đó nó còn cười em còn dữ hơn nữa, cười ngát hơn nữa. Em phải kiếm công việc làm để mà em có cái đồng tiền, sau này em có đồng tiền em giàu có lên. Anh nói thiệt, nhiều khi em giàu có lên nha, vợ em nó nhìn em mà nó cảm thấy nó hối tiếc, nó hối hận vô cùng luôn, biết đâu nó còn năn nỉ em quay lại. Lúc đó em quay lại vẫn còn kịp mà. Trời ơi, con đàn bà nó làm vậy rồi anh giờ cho tiền em cũng dám quay lại nữa. Vì mai này em giàu có, vợ em nó muốn quay về, lúc đó em cưu mang cũng được mà. Ồ, anh kệ em anh Tình ơi. Anh thương em, anh mới khuyên em chứ anh mà ghét bỏ em, anh
anh chẳng có khuyên em đâu. Bây giờ em cứ ở đây để từ từ em sắp xếp em coi em đi kiếm việc làm chứ. Em biết không, anh từ cái Sài Gòn luôn á, cô Năm cũ gọi anh là nay là 3 ngày rồi đó. Và anh cũng bận rất là nhiều việc. Dạo thời gian gần đây á, anh cũng gặp khó khăn rất là nhiều thứ. Anh vẫn cố gắng anh sắp xếp để mà anh xuống anh nghĩ là ai đó đang cần sự giúp đỡ. Anh cố gắng anh sắp xếp anh chạy từ Sài Gòn xuống tới đây. Xuống tới đây cái anh gặp em. Mà bây giờ anh khuyên em á là em về nhà đi rồi mình đi làm, mình cố gắng mình đi làm rồi mình kiếm tiền, mình làm lại từ đầu em. Em mới có 20 tuổi à. Tương lai em nó còn rất là dài, rất là rộng. À, em sinh ra này không có thua kém ai được, không có thua kém ai gì hết. À, diện mạo nè, tướng tá nè, sức khỏe nè, tất cả mọi thứ cái gì em cũng có hết, nghề em cũng có luôn. Mà giờ em sống ở cái chỗ này chẳng khác nào em đang chôn vùi cái tương lai, cái tuổi trẻ của em ở trong này luôn, em hiểu không? Em biết rồi, thì em cũng ở đây tạm mà nào em kiếm việc được em cũng đi làm, đâu ở đây không có nơi nào bằng nhà của mình ấy, em không có nơi nào, không có nơi nào mà cái nơi mình sinh ra và lớn lên và cái người nuôi dưỡng mình hết á. Em đi đâu rồi em cũng sẽ về nhà. Người mà thương yêu em, lo lắng cho em nhất vẫn là cha mẹ của em. Vợ em có thể vì một người khác bỏ em, nhưng mà cha mẹ em không vì một người khác mà bỏ em. Em nên nhớ điều đó. Vợ em cưới được rất là nhiều đứa, còn cha mẹ của em chỉ có một. Để từ từ em mà sao mà nãy giờ về. Em anh hỏi em nè, em thấy anh nói có đúng không, anh nói có sai chỗ nào không? Em biết mà, em hiểu mà, tại nói chung cuộc sống em anh không hiểu đâu, anh phải vô hoàn cảnh như em anh mới biết được. Anh trước đây anh hoàn cảnh của anh nó còn thậm tệ hơn cả em nữa, nó còn khủng khiếp hơn em nữa. Chẳng qua là anh không có vướng vào cái tình cảm luyến ái giống như em thôi. Ngày xưa anh không có duyên giống như em có duyên, em quen được bạn gái rồi em quen được người này người kia, anh không có duyên với nữ thôi. Chứ còn cái cuộc sống ai cũng khó khăn mà em. Ôi, em đừng nghĩ anh cao thượng hay người giàu có, không có. Trời ơi, anh cũng như em vậy thôi, cũng khó khăn giống y chang vậy thôi. Anh cũng phải đi làm để anh kiếm tiền, chứ anh không có hơn được ai gì hết ấy. Anh thậm chí là cũng thuộc dạng là tầng đáy của xã hội ấy, ở đáy của xã hội ấy. Chẳng qua là cái vốn sống của anh nó dài hơn em. Anh đã đi trước em rồi, anh lớn hơn em nhiều tuổi, anh đã từng đi qua những cái giai đoạn đó. Ngày xưa anh cũng rất là kiểu như là hơi bị ngang ngược vậy đó, cũng bướng bướng vậy đó. Nhưng mà tới một ngày nào đó mình lớn tuổi rồi, mình cảm giác là gia đình cha mẹ mình là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho mình, hiểu không? Một cái chỗ dựa tinh thần rất là vững chãi cho mình để mình tiến bước trên cái con đường đời của mình. Còn bạn bè, người yêu, thích thì họ đến, không thích thì họ đi, đúng không? Anh nói có sai không? Nãy giờ anh nói em có sai gì không? Em nói đi. Thôi anh về anh tình đi. Dạ. Mệt quá. Vô nằm vô khỏe. Vậy để anh điện thoại anh Hiệp xuống kia em về nha. Em thấy anh điện hay xuống em cũng đi, em không ở đây đâu. Hay là anh kêu anh Hiệp dẫn anh lên nhà, kêu cha mẹ em xuống rước em về nha. Em nói giờ anh càng kêu cũng đi vậy chứ em không ở đây đâu. Hay là giờ anh kêu cha mẹ em xuống nói chuyện với em rồi cha mẹ em lên năn nỉ vợ em nha. Năn nỉ vợ em về sống chung với em nha. Rồi đó anh đâu cần. Em nói rồi con đàn bà vậy, cho vợ cho tiền em cũng thèm. Em muốn sao? Em muốn anh đi về em được yên tĩnh chứ ngồi lên nói hoài với chậu luôn. Huy, anh là bạn của anh Hiệp, là dượng của em. Hôm anh thương em, nãy giờ anh mới ngồi anh khuyên em. Anh đâu có rảnh đâu mà ngồi để mà nói chuyện với em từ nãy giờ. Thương em anh mới nói cho em hiểu. Bây giờ anh nói điện thoại cho anh Hiệp xuống rước em về em cũng không chịu. Liên hệ với cha mẹ em cũng không chịu. Chứ vậy muốn sao?
cuộc sống em tự em quyết định, từ em về. Giờ em đi kiếm việc, từ em đi có em làm, em cũng về nhà vậy. Giờ bao lâu em về? Em chưa muốn nói với gia đình em biết, sợ gia đình em buồn. Để em yên chuyện rồi em về có gì đâu. Nếu mà em cảm thấy khó nói thì kêu anh Hiệp xuống rước em về, anh Hiệp đưa em về cũng dễ nói chuyện với gia đình mà. Thôi em không cần ai á. Vậy em là muốn ở đây luôn đúng không? Giờ em ở đây đi đâu? Giờ nói em nghe nha, tương lai của em là tùy em quyết định nha. Giờ em nói em ở đây em đi đâu đó. Ở nhà không gì em tự làm, tự làm tiền em về nhà. Em đi về đi. Nãy giờ mình khuyên chỗ Huy cũng hết lời luôn quý cô chú anh chị. Nhưng là mình có bao nhiêu là mình khuyên nó hết. Bây giờ chuyển về mình cũng không biết phải giúp như thế nào á. Bây giờ bà con cô bác anh chị xem đến đây có cái ý kiến gì mà tốt cho chỗ ông Huy để cho nó vượt trị cái tinh thần của nó và để cho bớt đi cái bản ngã của nó, để nó cố gắng nó vươn lên trong cuộc sống đó, thì bà con cô bác anh chị hãy comment phía bên dưới. Giờ anh về nha Huy. Anh đi về giùm em mà được rồi. Anh lên chỗ nhà anh kêu anh Hiệp xuống nha. Nó gọi anh lên chứ ổng số em cũng về đâu. Chắc mình sẽ kết thúc clip đây nha cả nhà.